là Thắng Tô. Anh ta chính là Thắng Tô muốn khiêu chiến chân tổ vào hôm nay sao? Giác tỉnh cấp 9 còn con, vậy mà có thể chặn được mục quang của bản tọa. Chỉ dựa vào một điểm này, cậu đã chết có tôn nghiêm rồi. Vương Trường Thanh, chân tổ của Đại La Sơn, ngài ấy cuối cùng cũng hiện thân. Khí phách này và Thắng Tô quả nhiên không cùng một cấp độ. Ha, người hôm nay phải chết không phải là tôi, mà là ông. Còn dám lên, thật sự không biết sống chết. Nhóc con này vậy mà có thể kháng được uy áp của mình. Giác tỉnh cấp 9 bình thường nên bao thể mà chết từ lâu rồi mới đúng. Ngược lại có chút coi thường tên này. Đi. Kết thúc rồi. Chỉ là một kích thuận tay thì có uy lực như này. Ngẩng đầu. Tiểu bối như cậu có chút thú vị. Tới đi, nhường ông ba chiêu trước. Danh con to gan, dám ở trước mặt bản tọa nói năng ngông cuồng. Chịu chết. Ngự. Đây là Kim Cang Lưu Ly Thể. Đây không phải là tuyệt học chí cao của Lôi Minh Tự hay sao? Ngay cả trưởng giáo của chúng tôi cũng không học được. Thắng Tô sao có thể biết cái này? Chuyện gì vậy? Sao còn đánh qua đánh lại thế? Đã nói miểu sát rồi mà. Nhưng ông một chiêu cuối cùng, nắm chắc cơ hội. Hừ, bắt con quả thật không tồi, chẳng trách dám hống hách với các đại danh sơn. Với thực lực của cậu, nói là người đứng đầu dưới chân tổ cũng không quá. Nhưng điều đáng tiếc là cảnh giới của tôi cao hơn cậu. Hơn nữa ngàn năm trước, tôi đã vô địch trong cùng cấp bậc và duy trì đã hơn 200 năm. Về sau cảm thấy vô vị mới đi vào trong trò chơi khủng bố để đột phá. Chênh lệch cách trời như này, không phải chút thiên tư này của cậu có thể bù đắp. Thần hoàn lĩnh vực mở. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.